Khi mà thế giới con người bối rối, tai họa vây khắp mọi lối, con nhìn lên Chúa, ngượng vọng nơi Chúa, trong đợi giờ Chúa giải cứu thôi. Quyền năng Giê-xu thật lớn thay, Ngài giang cánh tay quyền binh ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muôn dân sẽ biết Chúa này. Ngài là Chúa ngự trên ngôi, ngôi quyền năng Cha đến đời đời. Chúa sẵn lòng ban cho con người nơi nương náu lưu cần ngay. Ngài là Chúa quyền năng thay, danh Ngài là thật đúng như vậy. Thế giới cần Ngài ngay lúc này hơn bao giờ hết. Chúa ơi xin thương. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi. Xin kính chào mục sư trưởng ban đại diện, mục sư quản nhiệm cùng quý con cái của Chúa tại hội thánh Budapest. Cảm ơn Chúa, sau 9 năm từ năm 2015 cho đến hôm nay thì tôi được trở lại hội thánh Chúa tại đây. Chúa cho nhà Chúa vẫn đẹp đẽ khang trang, và Chúa cho hội thánh của Chúa vẫn nhóm lại cách đông đúc. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và Chúa cũng ban phước để mỗi người chúng ta vừa biết ơn Chúa, vừa dự phần hầu việc Chúa trong cái điều kiện nào Chúa cho phép chúng ta có. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 từ câu 1 cho đến câu thứ 8. Và một lần nữa tôi kính mời hội thánh chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh chúng ta chọn làm câu gốc, Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu thứ 7. Xin chúng ta đọc lại một lần nữa câu kinh thánh này. Xin khởi sự: mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Chủ đề chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa là biết ơn và dâng hiến cho Chúa. Cái điều thứ nhất chúng ta cần biết ở đây là biết ơn Chúa. Đầu tiên, xin kính mời hội thánh đọc chung câu số 1 và câu số 2. Những câu kinh thánh này chúng tôi có ghi trong hình ảnh để quý vị cùng đọc chung với nhau. Chúng ta đọc chung với nhau câu số 1, số 2. Quý con gái của Chúa nào có kinh thánh, mình nhìn vào kinh thánh để đọc. Người nào không có kinh thánh, chúng ta có thể nhìn lên màn hình. Chúng ta đọc hai câu kinh thánh này, Giăng đoạn 12 câu 1 và câu 2 phần A. Xin khởi sự: 6 ngày trước lễ vừa qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bê-tha-ni, nơi Lazarơ ở, là người Ngài đã khiến lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó. Dạ, đến đây thôi. Biết ơn Chúa. Gia đình của Mary Ma-thê biết ơn Chúa, và vì vậy khi Chúa ghé đến nhà của bà và của Lazarơ thì gia đình đã bày tỏ tấm lòng biết ơn qua cái việc là đãi tiệc Ngài tại đó.
Quý vị biết tại sao Marie Mathe bày tỏ lòng biết ơn Chúa và đãi tiệc Chúa không? Cái câu kinh thánh này cho chúng ta thấy cái chữ nổi bật là Lazarus. Lý do biết ơn là vì Chúa đã đem Lazarus, cái người nằm trong phần mộ 4 ngày rồi, chết 4 ngày rồi, mà Chúa khiến cho Lazarus được sống lại, được bước ra khỏi phần mộ, được trở về với gia đình. Ô, không có niềm vui nào lớn hơn là cái ơn phước này. Cho nên gia đình mừng lắm, một người đã chết 4 ngày được Chúa cho sống lại. Hội thánh nhớ trong văn đoạn 11 á, khi mà Lazarus lâm bệnh nặng thì Marie Mathe đã cho người đến báo tin cho Chúa và ước mong rằng Chúa sẽ đến để Chúa cầu nguyện chữa bệnh cho Lazarus. Nhưng mà Chúa không đến, Chúa bận công việc của Ngài, Ngài không đến, cho nên bệnh nặng và Lazarus qua đời. Qua đời thì người ta phải đem chôn trong mộ, cái mộ bằng đá. Họ đậy cái nắp mộ lại bằng tảng đá nữa. 4 ngày sau, Chúa Giêsu mới đến nhà Marie Mathe. Ô, khi họ nghe Chúa đến, họ chạy ra họ tiếp Chúa, vừa mừng mà vừa buồn nữa. Mừng mà buồn. Và chúng ta thấy cái cách Marie Mathe nói đó, Giá mà khi mà anh tôi lâm bệnh nặng gần qua đời mà có Chúa ở đây thì tốt biết mấy. Đằng này anh tôi đã qua đời 4 ngày rồi, Chúa mới lại, Chúa mới đến. Mừng đón Chúa nhưng mà buồn vì anh tôi đã chết 4 ngày rồi. Và Chúa Giêsu có chương trình của Chúa. Chúa biết rằng Ngài sẽ làm cái việc lạ lùng lớn lao, đem cái người chết này trở về với gia đình. Cho nên chúng ta thấy Chúa có dọn đường trước cho Marie Mathe rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Rồi Chúa mới hỏi Marie Mathe rằng ngươi tin điều đó không? Với bà cũng ráng bấm bụng á, bà nói dạ thưa Chúa con tin, nhưng mà bà nói trớ trớ rằng con tin rằng trong ngày sau rốt Chúa sẽ khiến anh con xiến những người chết trong Chúa sống lại. Không phải, Chúa muốn nói cái ý của Ngài, nhưng mà bà chưa dám tin trọn vẹn rằng Chúa sẽ khiến anh mình đã nằm trong mộ 4 ngày được sống lại. Cho nên Chúa hỏi rằng chôn ở đâu? Người ta dẫn Chúa Giêsu đến phần mộ của Lazarus. Tại phần mộ này, Chúa bảo lăn tảng đá ra. Cách đây mười mấy năm, chúng tôi có dịp đến thăm Sứ Thánh, rồi cũng được người ta dẫn đến cái chỗ mà nói rằng đây là phần mộ của Lazarus đó. Quý vị biết, đối với người Do Thái thì họ không phải chôn dưới đất, nhưng mà họ đặt người chết trong tảng đá rồi lấy tảng đá khác lấp cái cửa mộ lại. Thì Chúa bảo rằng lăn tảng đá cửa mộ ra. Và quý vị biết không, lúc đó Ma-thê sợ quá, giật mình nói rằng Chúa ơi không được, không được. Và tại sao không được? 4 ngày rồi Chúa ơi, anh tôi đã chết 4 ngày rồi. Và chúng ta biết rằng đối với một người đã chết 4 ngày thì thân thể là nó bắt đầu có vấn đề, có vấn đề rồi. Cho nên Ma-thê nói rằng không được, Chúa ơi, 4 ngày rồi. Và với cái suy nghĩ của bà, với cái lý trí của con người, không còn gì nữa đâu để mà làm, Chúa ơi. Và bà suy nghĩ rằng nếu anh tôi mà mới tắt thở
Ví dụ như 4 phút trước, 4 giờ trước, thì may ra Chúa còn làm cái gì được. Bạn nghĩ như vậy đó, thân thể của anh tôi nó còn nguyên vẹn, còn bây giờ đã 4 ngày rồi, Chúa ơi, còn gì nữa đâu mà Chúa bảo lăn tảng đá ra. Quý vị ơi, đôi khi cái lý trí của mình á, nó lấn áp cái đức tin của mình. Và Ma-thê ở đây cũng vậy, để cho cái lý trí của mình nó lấn áp cái đức tin rằng Chúa ơi, 4 ngày rồi, không được, đừng có lăn ra. Phải không? Và đôi khi chính chúng ta để cho cái lý trí của mình nó lấn áp cái đức tin của chúng ta, nó ngăn trở quyền năng phép lạ của Chúa tỏ ra. Và quý vị ơi, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, mọi việc Chúa đều làm được cả. Bà Ma-thê quên một điều rằng từ trong bụi đất này Chúa đã nắn nên hình hài thân xác của con người. Thế thì Lazarơ dẫu có chết 4 ngày, 4 tháng, 4 năm, 4 thế kỷ, 4 thiên niên kỷ, Chúa vẫn có quyền để khiến nó được sống lại mà. Bởi vì từ trong bụi đất này Chúa nắn nên con người. Thế nhưng mà lý trí của Ma-thê thì bà nghĩ là không được nữa rồi. 4 ngày cái thân thể này không còn gì để Chúa có thể khiến cho sống lại. Đôi khi chính chúng ta để cho cái lý trí của mình nó ngăn trở ơn Chúa, quyền Chúa, phép lạ của Chúa được xảy ra, phải không? Tôi nhớ trước năm 75, quý vị biết không, có ông bạn của tôi hầu việc Chúa ở miền Trung á, ông nói rằng mỗi một lần mà ở trong khu vực mà có chiến tranh đánh nhau giữa hai phe, hồi đó là bộ đội với quân đội của chính phủ trước á, đánh nhau, thì mỗi một lần mà súng bắn lên á, là các con gái của Chúa ở chung quanh nhà thờ chạy vô nhà thờ. Để rồi một mặt thì nhà thờ thì nó chắc chắn hơn, một mặt thì họ cầu nguyện với nhau để xin Chúa gìn giữ mình được bình an, phải không? Cho nên cái hôm đó họ nghe súng bắn nhau thì họ chạy tới nhà thờ giống như mọi lần, rồi vừa cầu nguyện vừa nương náu ở trong nhà thờ. Hôm đó thì càng lúc cái chiến tranh đó, cuộc chiến nó càng khốc liệt, và người ta không phải là bắn súng nhỏ mà bắt đầu người ta kêu gọi là từ xa là pháo binh bắn lên hỗ trợ nữa. Mà quý vị không biết ở đây có ai có kinh nghiệm không, quý vị biết cái canon á, súng canon á, mà nó bắn tới đâu á, là trước khi mà cái đạn canon, đạn lớn mà nó rơi xuống á, là người ta nghe nó rít trên đầu mình, nó rít 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 rồi nó rầm. Ô, cho nên thì mọi người đang ở trong nhà thờ, thế bây giờ bắt đầu người ta kêu súng canon bắn tới, bắn tới ở trong nhà thờ mà nghe nó rít 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 trên đầu rồi nó rớt xuống. Ô, nhiều người sợ quá đi. Có cái em thanh niên á, nó khều tay cái ông truyền đạo quản nhiệm á, nói thầy ơi thầy, chạy thôi thầy. Thầy truyền đạo không nói sao mà chạy, mình ở đây mình cầu nguyện Chúa bảo vệ nhà thờ, Chúa bảo vệ mình, chứ tại sao chạy. Nó ngồi nó nói nhỏ nhỏ với ông thầy, nó chỉ lên trên trời, nó nói cái thứ chi cho cái thứ ni. Cái thứ ni là cái gì quý vị biết không? Là đạo đạn canon á, đạn lớn á. Cái thứ chi cho cái thứ ni này là Chúa cũng chịu thôi thầy ơi. Quý vị có nghĩ như cái em này không? Cái thứ chi tức là Chúa chỉ có thể bảo vệ mình, bảo vệ nhà thờ, bảo vệ tín đồ với đầy tớ Chúa là trước mấy cái đạn nhỏ nhỏ, đạn AK, đạn M16. Chứ còn cái thứ ni này, thứ ni là cái đạn canon nó đang bay qua đó, cái thứ ni là Chúa cũng chịu thôi.
Mình có nghĩ vậy không? Chúa chỉ có thể bảo vệ mình được với đạn nhỏ nhỏ thôi, chứ còn đạn lớn thì thôi Chúa cũng chịu, Chúa cũng bó tay, đúng không? Phải vậy không? Không. Mình đừng giới hạn quyền năng của Chúa. Thì ở đây Ma-thê cũng vậy đó. Bà nghĩ rằng 4 ngày rồi, Chúa ơi, làm gì được nữa đâu. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có thể khiến kẻ chết sống lại. Và vì vậy Lazarus đã được Chúa khiến cho sống lại là cái lý do mà gia đình Mary Ma-thê biết ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn qua cái việc là làm một bữa tiệc đãi Chúa và các môn đồ. Thế thì thưa hội thánh, ơn của Chúa đối với David, chúng ta xem ở trong Thi Thiên 103 đó, ơn của Chúa đối với David. David kể ra ơn của Chúa ban cho mình là gì? Ấy là ông kể ra Ngài tha thứ tội ác, Ngài chữa lành bệnh tật, Ngài cứu chuộc mạng sống, Ngài tiếp trợ cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, vân vân. David liệt ra những cái ơn của Chúa trong Thi Thiên 103 đó, ơn cứu chuộc, ơn chữa lành, ơn tiếp trợ, vân vân. Rồi Phaolô, ông nói gì? Phaolô ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 15, Phaolô thì ông nói rằng đếm ơn của Chúa là đếm không hết. David thì thử đếm, thử kể ra vậy vậy đó. Nhưng mà Phaolô nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài là không xiết kể. Kể ông xiết, kể ông hết, kể ông xong. Và vì vậy ông chỉ nói tóm một câu rằng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài, kể ông xiết. Còn bây giờ ơn Chúa đối với chúng ta thì sao? Quý vị cũng nên rờ lòng mình để hỏi rằng ơn Chúa đã ban cho tôi, cho gia đình tôi, cho hội thánh tôi là gì? Quý vị, ơn Chúa ban cho gia đình của Mary Ma-thê, cái bằng chứng là Lazarus đó. Ơn Chúa đã ban cho David là tha thứ, cứu chuộc, tiếp trợ, nuôi nấng, vân vân. Ơn Chúa đã ban cho Phao-lô là nói rằng kể ông xiết. Còn ơn Chúa ban cho quý vị là gì? Quý vị kể ra đi, ghi ra đi để cho mình nhớ. Bây giờ chúng tôi gửi cho mỗi người một tờ giấy, quý vị có thể ghi được không? Ơn Chúa cho gia đình tôi, cho đời sống tôi, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ghi ra để mình nhớ, để mình thêm lòng biết ơn Chúa. Kẻo không mình quên đó, mình không kể ra, không ghi ra. Đôi khi ơn của Chúa ban cho mình dư dật mà mình quên. Mà quý vị ơi, quên ơn Chúa là mất phước của Chúa đó. Cho nên hãy tập cho mình tấm lòng biết ơn Chúa. Cái điều thứ hai, ở đây chúng ta học đến một cái nhân vật có ghi ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là Ma-thê. Để chúng ta thấy bà Ma-thê trưởng thành trong đời sống, trong sự phục vụ Chúa. Xin kính mời hội thánh chúng ta đọc chung với nhau câu thứ hai, Giăng đoạn 12 câu thứ hai được ghi trên bảng, và quý vị có thể lật Kinh Thánh chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Xin cùng đọc: người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ. Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Khi nãy chúng ta nhắc đến nhân vật là Lazarus, là cái người thọ ơn Chúa rõ ràng lắm. Bây giờ chúng ta nhắc đến cái nhân vật thứ hai là Ma-thê, em của Lazarus. Ma-thê
Chúng ta nhớ đó, ở trong Luca đoạn 10, trước đó một thời gian á, Chúa Giêsu và đoàn truyền giáo của Ngài đến thăm gia đình Mary, Martha và Lazarus. Rồi chúng ta nhớ trong Luca đoạn 10 câu 40, Chúa đến thăm cho nên là gia đình vui mừng lắm. Và Kinh Thánh chép rằng Martha mãn lo nhiều việc vặt và chạy đến nói với Chúa, trách Chúa rằng: Chúa ơi, Mary nó để có một mình tôi phục vụ Chúa, bà bận nhiều việc quá mà, không? Vừa tiếp khách, vừa phục vụ, vừa việc này việc kia, nhiều chuyện quá, mệt quá. Mary nó để có một mình tôi phục vụ à? Hả? Nó không nghĩ gì đến tôi. Rồi bà trách luôn Chúa, bà nói: Chúa cũng không nghĩ đến sao? Biểu nó giúp tôi đi. Ồ, thưa với hội thánh, cái thái độ phục vụ, vừa phục vụ vừa than thở, vừa phục vụ vừa rên rỉ, vừa phục vụ vừa lầm bầm, có nên không? Không nên chút nào hết. Tôi cứ tưởng tượng, ví dụ như cái hồi đó đó, bà Martha bà rót ly nước như thế này, phải không? Bà đem tới, bà đi mà bà vừa nói: mệt quá, Mary nó chẳng giúp gì tôi hết, thiệt là nó vô tình, Chúa cũng không biểu nó giúp tôi, Chúa cũng vô tình, thôi mời Chúa uống nước. Quý vị, nếu quý vị có trong lúc đó thì Chúa uống nó có ngọt ngào không? Chúa uống có được không? Khó lắm phải không? Ngẹn lắm. Bởi vì một người phục vụ mà vừa phục vụ vừa rên rỉ vừa lầm bầm thì Chúa uống không vô đâu, Chúa ngẹn lắm. Cho nên cái thái độ phục vụ của Ma-thê lúc đó, của một cái người chưa trưởng thành, nhưng mà ở đây trong văn đoạn 12 Kinh Thánh chép rằng Ma-thê hầu hạ chấm hết, không có rên rỉ, không có than thở, không còn lầm bầm nữa. Chứng tỏ là cái gì? Chứng tỏ bà đã trưởng thành lắm. Bà nhớ lại trước đây một thời gian á, mình vừa phục vụ vừa lầm bầm, vừa phục vụ vừa than thở, không đẹp lòng Chúa, không làm gương tốt cho ai hết. Cho nên bây giờ không, không phục vụ với thái độ đó nữa. Và ở đây Kinh Thánh chép rằng Ma-thê hầu hạ, yên lặng hầu hạ, yên lặng phục vụ. Xin Chúa cho chúng ta trong cái tinh thần hầu việc Chúa cũng giống như Ma-thê trong lúc này này. Đừng giống với Ma-thê ở trong Luca đoạn 10, vừa làm vừa rên, không ích lợi gì hết. Mà xin Chúa cho chúng ta thấy rằng mình may mắn có cơ hội để hầu việc Chúa, mình may mắn có cơ hội để dâng hiến cho Chúa, đáp đền muôn một ơn của Chúa ban cho mình. Cho nên xin Chúa cất đi khỏi chúng ta cái tinh thần càm ràm, than thở, phiền phức khi hầu việc Chúa. Đừng dâng cho Chúa một cái của lễ miễn cưỡng như vậy. Quý vị ha, tôi tưởng tượng cái cảnh này. Thưa với quý vị, tôi thì Chúa cho có 3 thằng con trai. Ví dụ như bây giờ tôi đi hầu việc Chúa như thế này, đi xa về mệt, tôi về tới nhà, cái tôi nói với Út tôi á: Út, rót cho ba một ly nước. Nó đi tới tủ lạnh, nó lấy nước ra, nó vừa rót mà nó nói rằng: nhà này tới 3 người, cái gì cũng cứ kêu Út, Út, Út. Rồi nó rót ly nước,
nó đem tới, nó đưa cho tôi, nó nói mời ba uống nước. Quý vị tưởng tượng nha, thì tôi uống làm sao, có ngọt không, có vui để uống không? Không, nó nghẹn lắm, nó nghẹn lắm. Cho nên mong rằng Chúa cho chúng ta trong sự phục vụ Chúa trưởng thành, vui lòng để hầu việc Chúa, để dự phần trong công việc Chúa. Ở trong Thi Thiên 100 thì khuyên chúng ta rằng hãy hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài, tay làm việc Chúa, miệng ngợi khen Chúa. Đừng có tay làm việc Chúa mà miệng thì lầm bầm, rên rỉ, than thở, không nên. Cho nên chúng ta rất mừng Ma-thê đã trưởng thành hơn trong sự phục vụ của mình và được Chúa đẹp lòng. Quý vị so sánh hai cái thái độ phục vụ của Ma-thê. Luca đoạn 10 câu 40, Giăng đoạn 12 câu 2, hai thái độ rất khác nhau. Tôi không biết quý vị phục vụ Chúa, hầu việc Chúa, dâng hiến cho Chúa giống với cái thái độ nào của Ma-thê, giống với Luca đoạn 10 câu 40 hay là giống với Giăng đoạn 12 câu 2. Mong rằng quý vị sẽ giống với Ma-thê trong Giăng đoạn 12 câu thứ 2. Rồi tiếp tục, chúng ta thấy một cái tấm gương thành tâm dâng hiến cho Chúa và hầu việc Chúa cách hết lòng. Xin chúng ta cùng đọc tiếp trong câu thứ 3. Quý vị sẽ đọc trong câu thứ 3 để thấy một cái tấm gương hầu việc Chúa tuyệt vời để mình bắt chước theo, học theo. Bây giờ xin quý vị và tôi đọc câu thứ 3, Giăng đoạn 12. Xin khởi sự. Bấy giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, sức chân Đức Chúa Giê-xu, và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Đây là tấm gương chúng ta nên học theo đây, của Mary. Mary bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Và bây giờ nhân cái dịp Chúa đến nhà mình, Mary quyết định đem một cái bình dầu quý, đắt tiền lắm. Cái giá của bình dầu này là khoảng 300 denier, gần cả một năm lương đó. Bà đem ra để sức cho Chúa. Và chúng ta nhớ ở trong Luca đoạn 10 câu 39, Mary đã ngồi dưới chân Chúa, đã nhìn xem, đã lắng nghe, đã học theo cái tinh thần phục vụ của Chúa. Chúa yên lặng phục vụ, Chúa hết lòng phục vụ. Thì bây giờ Mary cũng bắt chước như vậy đó. Chúng ta thấy cái cung cách phục vụ của bà giống Chúa Giê-xu lắm. Không có ồn ào, không có khoe khoang, không có la làng cho mọi người rằng này này này, coi tôi phục vụ này. Không, yên lặng phục vụ, hết lòng phục vụ. Và chúng ta thấy cái bình dầu quý đó nó thơm dữ lắm. Chỉ cần đổ một hai giọt dầu ra thì cả nhà nó thơm luôn. Nhưng mà Mary không muốn dâng cho Chúa một hai giọt dầu, không, bà dâng cho Chúa cả cái bình dầu quý này, sức chân, hay là đúng ra là rửa chân cho Chúa bằng dầu quý. Ô quý vị ơi,
Chúa đổ cả sự sống của Chúa. Chúa đổ cả đến giọt máu cuối cùng của Ngài trên thập tự giá cho chúng ta. Thì xin Chúa cho chúng ta cũng hết cả tấm lòng, hết cả linh hồn, hết cả trí khôn để hầu việc Chúa, để biết ơn Chúa. Đừng chỉ dâng cho Chúa một vài giọt. Chúa không phải đổ một vài giọt huyết, mà Chúa đổ đến giọt máu cuối cùng chuộc tội cho chúng ta, phó sự sống của Chúa cho chúng ta. Thì xin Chúa cho chúng ta biết ơn Chúa, cũng phó dâng trọn vẹn cho Chúa. Và ở đây chúng ta thấy cái cung cách Mary đã hầu việc Chúa khiêm nhường. Quý vị thấy mái tóc, mái tóc là niềm hãnh diện của người phụ nữ, phải không? Thế mà bây giờ bà lấy tóc của mình lau chân của Chúa. Ô, một cái tấm gương tuyệt vời. Trong sự khiêm nhường, trong sự hết lòng phục vụ Chúa, trong sự yên lặng phục vụ Chúa, không có ồn ào. Chúng ta tưởng tượng rằng nếu mà bà đem cái bình dầu đắt tiền á, bà ra mà bà nói với các môn đồ, sứ đồ, với đồng bào, bà nói: tôi có cái bình dầu quý này nè, tôi muốn sức chân cho Chúa nè, quý vị nghĩ sao, nên không? Tôi nghĩ có lẽ lúc đó là có nhiều người la lên rằng: không nên, không nên, một vài giọt được rồi, phải không? Không, Mary không có la, không có hét, không có hỏi ha. Tôi quyết trọn dâng cho Chúa. Và bà quyết thì bà làm. Bà đem bình dầu ra sức trọn trên chân của Chúa, rửa chân cho Chúa. Ôi xin Chúa giúp đỡ để chúng ta noi cái gương này, noi tấm gương này, biết ơn Chúa, vui lòng để hầu việc Chúa, yên lặng để hầu việc Chúa, dứt khoát để hầu việc Chúa. Bởi vì thưa với quý vị, trong công việc Chúa, chúng ta làm thì cũng sẽ có người khen. Tốt, tốt, hầu việc Chúa tốt. Cũng có người chê, cũng có người ngăn: sao vậy, sao vậy? Trong sự hầu việc Chúa nhiều ý kiến lắm, khen có, chê có, ngăn trở có, vân vân. Xin Chúa cho chúng ta đừng để cái tai của mình để nghe người này khen, kẻ kia chê, kẻ nọ ngăn trở. Không, điều tôi quyết, tôi biết ơn Chúa, Chúa đã chết cho tôi, vì vậy bây giờ tôi bày tỏ lòng biết ơn Chúa, tôi hầu việc Chúa. Ai khen cảm ơn, ai chê cũng mặc, ai ngăn trở cũng mặc, bởi vì tôi bày tỏ tấm lòng biết ơn của tôi đối với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có một thái độ rõ ràng, dứt khoát, hết lòng như vậy để hầu việc Chúa. Đấy là cái tấm gương thứ ba. Điều thứ nhất chúng ta học đến là Lazarơ, chứng cớ của ơn Chúa. Điều thứ hai chúng ta học Ma-thê, người trưởng thành trong sự phục vụ. Gương thứ ba chúng ta học Mary, trong sự hết lòng tận tâm hầu việc Chúa. Bây giờ cái điều thứ tư, cái gương thứ tư này là cái gương chúng tôi khuyên quý vị là không nên bắt chước, không nên học theo. Đó là cái gương chỉ nói mà không làm. Trong hội thánh của Chúa mà nhiều cái người mà chỉ nói mà không làm, thì hội thánh chúng ta thấy rằng nó sẽ sa sút biết bao nhiêu. Cho nên bây giờ xin kính mời quý vị sẽ đọc chung với nhau câu thứ 4, câu thứ 5, câu thứ 6, 3 câu luôn. Xin quý vị nhìn lên bảng để chúng ta sẽ đọc 3 câu kinh thánh này. Giăng đoạn 12, câu 4, câu 5, câu 6. Xin chúng ta cùng đọc. Nhưng Judas Iscariot
là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đê-ni đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Quý vị ơi, đây là cái gương nên tránh. Vì sao? Vì chúng ta thấy ông Giuđa, ông nói thì hay mà ông thấy ông làm, phải không? Khi mà ông thấy Mary đem bình dầu ra đổ xuống chân Chúa, rửa chân cho Chúa, ông tiếc hồi hồi à, tiếc lắm. Ông đánh giá cái bình dầu này 300 đê-ni. Ông tính cũng hay lắm ha. 300 đê-ni gần bằng cả năm lương. 300 đê-ni mà đem ra rửa chân cho Chúa phí quá. Sao không bán cái bình dầu này lấy tiền để bố thí giúp đỡ cho kẻ nghèo, vân vân. Chúng ta thấy ông nói thì hay, lý thuyết thì giỏi, nhưng mà tôi không biết là hội thánh có thấy chỗ nào chép ông Giuđa ông đi giúp cho kẻ nghèo. Quý vị có thấy kinh thánh chỗ nào ghi như vậy không? Có không? Không thấy hả? Có mấy người lắc đầu. Tôi cũng đọc kinh thánh, tôi tìm được các chỗ nào ông Giuđa ông đi giúp cho người nghèo tôi cũng thấy nữa. Thế mà ông nói ở đây nghe ngon lành lắm. Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đi bố thí cho kẻ nghèo? Quý vị ơi, hội thánh cần những bàn tay, cần những bàn tay để hầu việc Chúa hơn là cái miệng chỉ nói. Mong rằng chúng ta không phải nói công việc Chúa mà chúng ta làm công việc Chúa. Chúng ta không phải nói công việc Chúa mà dâng hiến cho Chúa. Mà trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58 đó, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, chứ không phải là hãy nói công việc Chúa cho nhiều. 1.000, 1.000.000 lời nói cũng không giá trị cho bằng một việc làm thiết thực nào đó để nói rằng chúng ta biết ơn Chúa, nói rằng chúng ta muốn hầu việc Chúa. Quý vị à, mình đừng chỉ là nói lý thuyết mà hãy làm công việc Chúa. Một người mà nói nhiều mà không làm á, thì người ta nói cái gì? Lý sự. Mà hội thánh mà có nhiều chuyên gia lý sự á, tội nghiệp ông quản nhiệm lắm. Ngồi chỗ mà toàn là lý không? Nhà thờ này phải thế này thế kia, phải không? Ban ngành này phải dày, phải kia, phải nọ. Mà ngồi nói không à, không thấy bắt tay làm việc gì hết. Tội cho mục sư quản nhiệm đó lắm, tội cho hội thánh đó lắm. Và mời mốt cái người đó về gặp Chúa cũng không có phần thưởng gì hết. Bởi vì hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng không khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Chúa ghi nhớ những công khó của những ai làm công việc Chúa, dự phần công việc Chúa, dâng hiến cho Chúa, chứ còn chỉ nói công việc Chúa mà thôi á, không có phần thưởng gì hết á. Và quý vị đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 25 á, Chúa nói rằng ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ mời một số người tới nhận phần thưởng Chúa ban. Lý do Chúa nói vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta bị tù bị bệnh các ngươi thăm viếng ta, an ủi ta. Mấy người đó ngạc nhiên lắm. Ủa, con đâu có nhớ con thăm Chúa bệnh, con thăm Chúa đói, con thăm Chúa khát hồi nào đâu. Mà quý vị ơi, khi mình làm công việc đó cho hội thánh, cho Chúa, mình làm công việc đó cho anh em mình là cho Chúa, Chúa kể như là cho Chúa,
Cho nên mong rằng chúng ta không phải là người chỉ nói công việc Chúa, mà hãy cụ thể lòng biết ơn của chúng ta dâng lên cho Chúa, phải không? Ở đây Giu-đa nói hay quá mà làm không có, phải không? Cho nên quý vị có nghe cái câu người ta nói như thế này không? Ngày hôm nay ở ngoài đời họ nói rằng nói vậy á mà không phải vậy, phải không? Nó nguy hiểm lắm á, nói vậy á mà không phải vậy, nói thì hay á nhưng mà làm trước quốc trật sai không làm. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người hãy làm việc gì đó, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít, để nói chúng ta đáp đền môn một ơn của Chúa, chứ đừng chỉ là người nói công việc Chúa mà thôi. Rồi cái điểm tiếp theo, ta đã thấy bốn tấm gương rồi, của Lazarơ, của Ma-thê, của Ma-ri, chúng ta nên bắt chước theo. Tấm gương của Giu-đa Iscariot, đừng noi theo, đừng nói công việc Chúa mà thôi. Bây giờ cái điều thứ năm, chúng ta hãy xem Chúa đánh giá sự hầu việc Chúa của Ma-ri như thế nào. Xin kính mời hội thánh chúng ta đọc chung với nhau câu thứ bảy, văn đoạn 12, câu thứ bảy. Xin chúng ta cùng đọc lớn tiếng. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: tốt lắm. Tôi muốn đây là cái điều Chúa đánh giá, cho nên xin hội thánh đọc lại một lần nữa, đọc lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta đọc lại câu số 7 một lần nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Thưa với quý vị, trong sự hầu việc Chúa của mình, có người khen, có người chê, có người ngăn cản, có người khuyến khích. Xin Chúa cho chúng ta hãy chờ đợi Chúa đánh giá. Chúa khen mới là điều đáng mừng, phải không? Chúa chê mới là điều đáng sợ. Còn có người khen, cảm ơn nhưng mà chưa là gì hết đó nha. Con người chê cũng đừng có nản lòng, đừng có nản lòng. Chúa đánh giá mới là quan trọng. Tại đây, khi ông Giu-đa, không ai hỏi ông hết á, mà ông mở miệng, ông chê Ma-ri là làm cái việc phung phí. Cái bình dầu 300 denier mà đem rửa chân cho Chúa, phí. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà Ma-ri mà lắng nghe lời của Giu-đa có lẽ buồn lắm. Ôi Chúa ơi, con yêu mến Ngài, con dâng cho Chúa bình dầu, chẳng ai khen, chẳng ai khích lệ mà còn nói con phung phí nữa, con buồn quá Chúa ơi. Không, không nặng lòng với cái lời khen chê của con người. Không quan trọng, khen cảm ơn, chê việc ý của anh. Tôi hầu việc Chúa, tôi bày tỏ lòng biết ơn Chúa, biết ơn Chúa và tôi làm việc này. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta chờ đợi cái đánh giá của Chúa mới là quan trọng. Còn dĩ nhiên về phương diện tổ chức, về hội thánh thì cũng có khen thưởng, khen thưởng ban ngành này, khen thưởng cá nhân tín đồ kia, kết quả trong chứng đạo, kết quả trong việc học lời Chúa cũng tốt, nhưng mà Chúa khen mới là điều quan trọng, mà Chúa chê mới là điều đáng sợ. Và một ngày kia Chúa nói hỡi đầy tớ biến nhát, hãy lui ra,
đáng sợ lắm á, không? Đáng sợ lắm. Cho nên hãy chờ đợi Chúa đánh giá nó chính xác 100%, quý vị ạ. Rồi ở đây chúng ta thấy có một cái điều tôi xin nhắc: đừng làm như Israel đã từng làm với Môi-se ở trong Phục Truyền đoạn 34 câu 8. Dân Israel đã làm gì với Môi-se? Môi-se vất vả cho họ lắm, hy sinh cho họ lắm. Ông đã lìa bỏ cung điện Pharaoh, bỏ cái tước hiệu con trai công chúa Pharaoh, để rồi cùng với dân của Chúa chịu khổ cực vất vả. Rồi ông vâng lời Chúa đến gặp Pharaoh để yêu cầu ông là giải phóng cho dân sự của Chúa được tự do. Và ông đối diện với nguy hiểm rất nhiều. 5 lần 10 lượt Pharaoh mới chịu nghe, không? Rồi cuối cùng để cho dân Israel được đi ra tự do. Thế mà 40 năm trong đồng vắng, gian nan vất vả cơ cực biết là bao nhiêu. Mà tôi đọc ở trong Sứ Kim Thư Ký á, không thấy có chỗ nào mà họ tới là nói rằng: ông Môi-se ơi, cảm ơn ông, cảm ơn lãnh tụ đã hy sinh cho chúng tôi, đã chịu khổ cho chúng tôi, vân vân. Chúng tôi biết ơn ông nhiều lắm, chúng tôi nhớ ơn ông nhiều lắm. Không có chỗ nào. Suốt bao nhiêu năm, 40 năm trong đồng vắng đó, không có một lần nào họ bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với Môi-se. Nhưng mà thế nào? Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 34 câu 8, khi mà Chúa cho ông Môi-se được về với Chúa, khi ông lên núi rồi Chúa đem ông về với Chúa luôn, thì sao? Phục Truyền đoạn 34 câu 8 nói rằng dân Israel bày tỏ lòng thương tiếc Môi-se để tang cho ông 30 ngày. Ô, quý vị tưởng tượng đi, một cái đám tang mà tới 30 ngày là sao? Là đại tang á, đám tang lớn, lớn lắm. Bởi vì chúng ta thấy rằng có thể có những cái đám tang người ta tổ chức 3 ngày, lớn hơn nữa là 5 ngày, lớn hơn nữa là 7 ngày. Đằng này á, dân Israel thương tiếc, và trong lễ tang của Môi-se là 30 ngày. Lớn quá lớn, phải không? Nhưng mà cho tôi hỏi Hội Thánh, có ý nghĩa gì không? Môi-se thì được Chúa đem về thiên đàng rồi, bây giờ ở dưới này 30 ngày họ khóc, họ nhớ, họ thương, thế này có ý nghĩa gì không? Không. Giá mà khi Môi-se còn sống á, họ tới rồi nói: ông Môi-se ơi, cảm ơn ông, ông Môi-se ơi, chúng tôi biết ơn ông, ông Môi-se ơi, chúng tôi nhớ ơn ông. Không. Ông có nghe được câu nào vậy? Bây giờ ông ra đi rồi, 30 ngày khóc thương ông, ý nghĩa gì không quý vị? Không ý nghĩa gì hết. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Mary đã làm một cái việc rất ý nghĩa với Chúa Giêsu. Mary đã làm gì? Quý vị, cái bình dầu á, quý vị chú ý ha, cái bình dầu á Mary dành để làm gì? Quý vị, Chúa nói đó, Mary để dành cái dầu thơm này cho ngài chôn xác ta. Đúng ra là cái bình dầu này để mà Mary xức xác Chúa khi Chúa chết. Nhưng mà nhân cái dịp Chúa đến trước mặt mọi người, trước mặt các môn đồ, Mary quyết định đem bình dầu đó ra xức chân cho Chúa, rửa chân cho Chúa. Để rồi chúng ta thấy
nó đem lại một cái ý nghĩa, một cái giá trị rõ ràng lắm. Và Chúa nhìn thấy cái tấm lòng của con của Chúa đối với Chúa, đệ tớ của Chúa đối với Chúa, an ủi Chúa trước khi Chúa bước lên thập tự giá chịu chết. Mary đã nắm lấy cơ hội, đã kịp thời để làm cái công việc này. Cảm ơn Chúa. Cho nên tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa tại đây, đối với các đầy tớ Chúa, nó thiết thực, nó rõ ràng. Đừng có nói với ông quản nhiệm mình rằng ông cứ hầu việc Chúa đi, hết lòng hết sức lo công việc Chúa đi, chúng tôi hứa với ông, mai mốt mà ông qua đời rồi chúng tôi làm lễ tang cho ông lớn lắm, được không quý vị? Giống như dân Israel đã làm với Môi-se 30 ngày lễ tang, không ý nghĩa gì hết. Xin Chúa cho chúng ta hãy nắm cái cơ hội an ủi đầy tớ Chúa, người hầu việc Chúa. Đó, quý vị thấy đó, tại trong Đắk Nông của mình vừa rồi cũng vậy, một đầy tớ của Chúa đang bình thường khỏe mạnh như vậy, đùng một cái Chúa cất đi về nước của Chúa, phải không? Và bây giờ nếu mà trong những ngày ông còn biết, còn khỏe, còn thấy, mình không làm gì hết, đợi bây giờ cất đi rồi thì lễ tang thiệt lớn, nó cũng không ý nghĩa gì hết. Cho nên đừng làm như dân Israel đã làm đối với Môi-se, mà hãy làm như Mary đã làm đối với Chúa Giê-xu, an ủi, chia sẻ. Và điều cuối cùng ở đây, chúng ta học ở đây, hãy nắm lấy cơ hội để hầu việc Chúa. Xin kính mời hội thánh chúng ta đọc chung với nhau Câu thứ 8. Câu thứ 8 ở trong gian đoạn 12. Xin chúng ta cùng đọc chung câu kinh thánh này: vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Tôi muốn nói điều này với hội thánh. Có thể nói đây là lần đầu tiên Chúa chấp nhận cái việc để người ta lo cho Ngài. Còn hầu như tất cả Chúa phó cho chúng ta, giống như bài thánh ca 92 đó, yêu chúng ta, Chúa bước đến trần gian. Yêu thương chúng ta, Chúa phó tất cả cho chúng ta. Sự sống của Chúa, mọi sự, Chúa phó cho chúng ta. Đến nỗi Ngài chấp nhận nằm trong máng cỏ chuồng chiên. Quý vị thấy đó, mình chuẩn bị để kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Vì chúng ta, Chúa chấp nhận nằm trong máng cỏ chuồng chiên. Có ai trong chúng ta mà nghèo đến cái độ ra đời nằm trong máng cỏ chuồng chiên không? Không. Ít nhất mình cũng nằm được trên cái giường tre, giường gỗ, giường sắt. Con trời lại nằm trong máng cỏ chuồng chiên cho chúng ta. Mà Chúa phán cái gì? Chúa nói rằng con cáo nó còn có hang, chim trời nó còn có tổ, nhưng mà bản thân Ngài không chỗ gối đầu. Vua thiên đàng chấp nhận không chỗ gối đầu cho chúng ta. Và đúng là cuộc sống của Chúa không chỗ gối đầu, sanh ra nằm trong máng cỏ chuồng chiên. Suốt những năm tháng ở trên đất phục vụ, không chỗ gối đầu. Sang sông, Chúa mượn thuyền. Vào thành, Chúa mượn lừa. Đãi tiệc, Chúa mượn phòng của người ta. Và thậm chí khi chết, Chúa mượn mộ của người ta nữa đó. Không chỗ gối đầu. Đấng không chỗ gối đầu đó dành tất cả cho chúng ta. Mà đây là lần duy nhất Chúa chấp nhận để cho Mary thay mặt cho các môn đồ
dâng cho Chúa một bình dầu, xức chân Chúa, rửa chân Chúa bằng một bình dầu quý. Chúa chấp nhận một lần duy nhất để Chúa nhận cái sự phục vụ, sự dâng hiến của Mary. Và Chúa nói rằng, theo cái lý luận của ông Giuđa đó, ông nói bán bình dầu lấy tiền để bố thí, thì Chúa nói rằng các ngươi có kẻ nghèo luôn luôn, nhưng mà còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Hiểu cho đúng cái câu này, bởi vì Chúa của chúng ta là đấng đời đời mà, lúc nào mà không có Chúa. Nhưng mà Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng cái việc mà mình muốn bố thí, sợ mình không có tiền hết thôi, phải không? Chứ xã hội nào, thời đại nào cũng đầy dẫy những người nghèo, cũng đầy dẫy những người thiếu. Mình không có sợ là không có cơ hội để mình giúp cho người nghèo, đầy dẫy. Nhưng mà cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, cơ hội để hầu việc Chúa, cơ hội để mình có thể đáp đền một cái phần nhỏ ơn của Chúa, nó không phải luôn luôn có đâu. Cho nên Chúa nói rằng còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn, tức là không luôn luôn có cơ hội để hầu việc Chúa đâu quý vị ạ. À, cho nên biết nắm lấy cơ hội để hầu việc Chúa. Mary đã nắm lấy cái cơ hội này, cái cơ hội mà Chúa ghé nhà bà, và bà đã nắm lấy cơ hội để bà bày tỏ lòng biết ơn Chúa, đem bình dầu rửa chân Chúa. Cũng vậy, xin Chúa cho quý con cái của Chúa đang ngồi ở đây, chúng ta nắm lấy những cái cơ hội Chúa ban cho mình. E rằng khi cơ hội nó đã mất đi, mình đừng có ngồi mà tiếc, mà khóc, mà than. Nếu đang khi mình có sức khỏe không hầu việc Chúa, khi sức khỏe không còn mới ngồi than thở mà giá mà, phải không? Có những người đang khi khỏe mạnh đầy đủ, chân tay đi lại bình thường, không hầu việc Chúa, không có đi thăm viếng, không có đi chứng đạo, bắt đầu cái gặp vấn đề chân đi không nổi, chân yếu tay yếu, bắt đầu ngồi nữa. Ôi, ước gì Chúa cho tôi có sức khỏe, chân của tôi nó đi lại bình thường để tôi đi thăm viếng, tôi đi chứng đạo. Cái cơ hội đó nó không có. Tôi nhớ khi tôi hầu việc Chúa tại Khánh Hội đó, có một cái người thiếu nữ có giọng hát rất hay, nhưng mà lại ít có dùng cái giọng hát mình để ngợi khen Chúa. Cho đến khi mà vào bệnh viện Sài Gòn á, bị ung thư bao tử á, cho nên người ta cắt hết một nửa cái bao tử. Chúng tôi vào thăm thì người thiếu nữ đó vừa khóc nằm trên giường bệnh mà nói rằng: "Mục sư ơi, cầu nguyện cho tôi, và tôi hứa với Chúa rằng đêm mai mà Chúa cho tôi khỏe, tôi trở về, tôi sẽ dâng cái giọng hát tôi để ngợi khen Chúa thôi. Bây giờ mới hứa, bây giờ mới quyết tâm, nhưng mà tiếc quá, cái cơ hội đã không còn nữa." Sau khi cắt một nửa cái bao tử, một thời gian nữa, nó tái phát, và người đó không có cơ hội để hát ngợi khen Chúa. Cho nên quý vị ơi, đang khi mình có cơ hội, Mary là nắm lấy cơ hội để hầu việc Chúa, dâng cho Chúa. Cho nên mình đang có sức khỏe, mình đang có tài chánh, mình đang có ta lân, mình có cái điều nào Chúa ban, hãy nắm lấy nó mà hầu việc Chúa đi. Đừng đợi nó mất rồi, nó cất cánh nó bay đi rồi mới nói rằng: "Ôi, bây giờ ước gì Chúa cho tôi trở lại có tiền bạc để tôi dâng, có sức khỏe để tôi đi, phải không? Có điều kiện để tôi làm." Quý vị ơi, hãy nắm lấy cái cơ hội đang khi mình có đây để mình hầu việc Chúa. Cho nên tôi ước ao rằng Chúa ban phước cho chúng ta từ lòng biết ơn Chúa, để chúng ta dự phần
dâng hiến cho Chúa. Tôi xin đọc lại để hội thánh nghe 8 câu kinh thánh này mà chúng ta đã được đọc với nhau khi nãy, để khích lệ chúng ta biết ơn Chúa và giữ phần dâng hiến cho Chúa. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thi hầu hạ. Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó, lấy 300 đê-nê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Xin Chúa thăm viếng hội thánh qua phân đoạn kinh thánh này, để mỗi người chúng ta nắm lấy cơ hội hầu việc Chúa. Amen. Giêsu ơi, tâm linh con nguyện dâng cha cuộc đời con đây, là đấng sẽ sinh Chúa hãy nắn con dầu gặp thử thách. Chúa Giêsu hỡi, xin hãy bên cạnh nhiều lần vấp ngã, xin Chúa xót thương sửa con. Cuộc đời có xem như hạt bụi hư không, Ngài hạ sanh khí, Chúa khiến con đây được sống hình Ngài. Ngài nhìn xem con, Chúa dõi theo luôn khi đứng hoặc ngồi. Trọn đời con đây thờ tôn danh Chúa Giêsu. Lạy Giêsu, xin Chúa đón con đi theo đường cha, theo ý muôn Ngài, trong tình yêu thương phục vụ. Chúa Giêsu là người bạn thân, Ngài luôn quan tâm không rời và luôn chăm sóc thân con. Con biết ơn cha nhiều lắm. Lạy Giêsu, xin Chúa dẫn con đi theo đường cha những lúc mỏi mệt, xin Chúa đỡ nâng phục hồi. Chúa Giêsu là người thợ gốm và con ở trong tay Ngài, đời con giao phó Giêsu tận hiến cho Ngài. Cuộc đời có xem như hạt bụi hư không, Ngài hạ sanh khí, Chúa khiến con đây được sống hình Ngài. Ngài nhìn xem con, Chúa dõi theo luôn khi đứng hoặc ngồi. Trọn đời con đây thờ tôn danh Chúa Giêsu. Lạy Giêsu,
xin Chúa dẫn con đi theo đường Cha, theo ý muốn Ngài. Trong tình yêu thương phục vụ, Chúa Giêsu là người bạn thân. Ngài luôn quan tâm không rời và luôn chăm sóc thân con biết ơn Cha nhiều lắm. Lạy Giêsu, xin Chúa dẫn con đi theo đường Cha những lúc mỏi mệt. Xin Chúa đỡ nâng phục hồi. Chúa Giêsu là người thợ gốm và con đã trong tay Ngài đời con giao phó. Giêsu tận hiến cho Ngài. Lạy Giêsu, xin Chúa dẫn con đi theo đường Cha, theo ý muốn Ngài. Trong tình yêu thương phục vụ, Chúa Giêsu là người bạn thân. Ngài luôn quan tâm không rời và luôn chăm sóc thân con. Con biết ơn Cha nhiều lắm. Lạy Giêsu, con đi theo đường Cha những lúc mỏi mệt. Xin Chúa đỡ nâng phục hồi. Chúa Giêsu là người thờ gốm và con đã trong tay Ngài đời con giao phó. Giêsu tận hiến cho Ngài. Đời con giao phó. Giêsu tận hiến. Hôm nay anh thấy gì? Đọc vài dòng tin tức buồn. Có phải anh tự hỏi Chúa đang ở đâu? Hôm nay anh nghe gì? Điều mọi người đang nói rằng nếu Chúa đang hiện hữu, cớ sao lặng im? Ngài lặng im nhưng chẳng bao giờ vắng mặt. Ngài lặng im nhưng chẳng khi nào nghi ngờ. Ngài luôn ở đó, đừng nên âu lo. Dù bao sóng gió, Ngài hằng chăm lo. Thật ta sẽ có hoạn nạn trong thế gian, hãy vững lòng Ngài đã thắng hơn cả thế gian.